hai bột và ba miếng đỏ và ba miếng bộ đó chị. Size số 1 còn hai bột, còn đúng không? Miếng đỏ. Chào cả nhà mình, hôm nay live sớm nha cả nhà. Qua này các chị cứ gọi cho em đặt cái hàng pyjama lấy cho chị một. Số 2 còn không? Qua này các chị đẹp nha, em cứ gọi điện kêu là phải gì lấy pyjama đó. Bữa nay em ưu tiên em like cái pyjama trước cho cả nhà mình nha. Pyjama hàng Latin nha cả nhà, rất là đẹp luôn. 130.000 một bộ. Em 1m58, em 48kg rồi, em mặc cái tôm nó vừa luôn. Bộ này là size tầm khoảng 60kg trở lại là chị em nhẹ mặc ok ha. Chị nào hơi thấp người một tí xíu thì tầm khoảng 57kg. Hàng Latin nha cả nhà. Cái này nó phối sọc caro rất là đẹp nha cả nhà ơi. Caro nhuyễn nhuyễn, rất là đẹp. Mướt lắm. Hàng Latin thì các chị biết mặc là nó ok rồi đó. Em chào chị Thúy Nguyễn nha. Em chào cả nhà mình. Hôm nay live sớm một tí xíu nha cả nhà. Xin chào cả nhà mình, em chào chị Ngọc Anh Nguyễn nha. Hàng Latin này em còn được có vài chục bộ nữa em hết rồi, nên là cả nhà thích thì cả nhà chốt đi cả nhà. Cái lô đợt này cái vải nó đẹp lắm, mướt được à, nó mướt mà nó mềm nữa. Cái hàng Latin này cái chị mặc cái da của mình nó đã lắm. Em chào chị Nguyễn Hà nha, em chào chị. 130.000 mấy bộ này mà cái chị mua ở ngoài hoặc là vào shop mua mà là nó ít nhất nó cũng phải là giá 190 đó cả nhà. 189 mộ. Rất đẹp luôn nha. Mướt lắm. Em đang mặc cả nhà lên giúp giùm em là mã số 24 cả nhà nhé. Mã số 24. Chị vô trang cá nhân của em chi chế đẹp. Em like ở trên trang này không nè, trang bay là trang cộng đồng nè. Còn trang cá nhân em ít có đăng cái gì lên trên đó lắm. Trang cá nhân là để em chỉ ví dụ như là em trả lời bình luận của mấy chị hay gì. Nói chung là có cái trang cá nhân nó mới làm được cái trang bay này nha. Nên là trang cá nhân thì em ít có đăng lắm. Lúc trước thì hay đăng tại vì trang cá nhân nó rất là hạn chế. Trang cá nhân em không có đăng cái gì trên đó hết. Chứ chị muốn xem gì cái chị cứ lên trang hàng đẹp giá rẻ trang em đang like nè chị. Chứ em đâu có đăng gì trên trang cá nhân đâu. Chị nhắn tin cho em, chị cũng nhắn qua Messenger giùm em luôn để mấy bạn check cho nó dễ nha. Dạ em cảm ơn chị Thanh Trà Võ rất là nhiều. Chị ơi cái bộ bà ba mà dí đỏ đó em còn được size số 1 cho chị có một bộ rồi nha. Bộ này mới thử, tặng cho chị bộ size 1 với bộ size 2 cho toàn. Đi kèm. Đơn hàng của chị nếu mà em đã nhận đơn rồi em chốt ok là đơn em đã đi nha chị. Chị nhớ lại giúp giùm em tại vì em mất đi với tin nhắn rồi em không có nhớ là đơn của chị đi chưa. Còn không thì cho lại giúp giùm em số điện thoại để em kiểm tra đơn. Đây cái trang em đang like nè, cái trang em đang like là cái like em không nhớ là em còn giữ lại hay không, nhưng mà cái like bà ba hình như em còn giữ lại một like đó, cái chị cứ vào đó cái chị xem nha. Rồi chị lấy một bộ đi. Xe 2 nó còn được có mấy bộ rồi, cái dọc đó là xe 4 đó. Nên em coi dưới cái cọc này là còn xe 2 nữa. Rồi tiếp tục nha cả nhà ơi, em lên cái bộ pyjama trước này cho cả nhà đi. Chọn cái bộ này chị đẹp nào xả ra ủng dữ gì chị. À, cái bộ này dễ thương dữ lắm luôn á, Latin giúp em nha.
Rồi size 60kg trở lại, chị nào hơi thấp người thì 57-58kg trở lại giúp em thôi. Còn có một bộ hay nha. Rồi cái bộ bi cổ sơ mi tay dài á chị, em cũng còn được có một bộ bi cam à, size số 1 cho chị ha, size 2 là em còn được bi vàng. Không, chị lên Meka ở Vĩnh Long là chị Tư em. Chị kế em á, chị làm xưởng bên đó đó. Làm xưởng may bên đó là chị Tư em á chị. Chắc chị nhìn em với chị giống nhau á. Rồi lên giúp giùm em bộ này cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Mã số này mã số 63 giúp em nha. Mã số này mã số 63 nè, 60kg trở lại, chị nào hơi thấp người tí xíu thì tầm khoảng 57kg. Rất là đẹp luôn, cái bộ màu này đẹp lắm. Rồi cả nhà chốt giúp em nha, mã số 63. Qua nay mấy chị hỏi quá chừng luôn, nên là trưa nay em ưu tiên em lên cái bộ này trước cho cả nhà mình đó. Rất là đẹp, hàng Latin nha cả nhà. Đây bộ này. Bộ này mã số nhiêu nhỉ? Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em nha. Tay dài nè cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã hồng dài. Hồng dài giúp em nha. Chốt giúp giùm em là mã hồng dài. Rất là đẹp luôn. 60kg trở lại mặt dừa, 60-62kg trở lại mặt dừa bộ này. Lên giúp giùm em bộ này là bộ hồng dài. Đẹp quá cả nhà ơi. Bộ hồng dài giúp em nha. Hồng dài, quần dài, tay dài luôn. Chốt em mã hồng dài. Rồi cái bộ màu đỏ này quá xuất sắc luôn. Đỏ này là đỏ mận giúp em nha cả nhà. Đỏ này là đỏ mận nè. Bộ đang mặc có màu khác chị, bộ em đang mặc nó được 3-4 màu gì á. Em có màu xanh ngọc cho chị nè, xanh ngọc em còn được bộ nè. Rồi em có xanh biển nữa nè. Rồi em có màu vàng nữa, chế được 4 màu. Được 4 màu ha, em đang mặc là màu hồng. Cái chị lên giúp giùm em là mã số 24 kèm màu giúp em đi. 24 là em có màu hồng. Rồi chị mặc là mã số 24 luôn. Mã số 24 cái chị kèm theo giúp em ha, 24 hồng, 24 vàng, 24 xanh biển và 24 xanh ngọc. Rồi chị muốn lấy bộ nào chị lấy nha. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em. Bộ này 60kg trở lại mặt vừa nè, chọn nó đẹp cả nhà. 60kg trở lại mặt vừa, màu này là màu đỏ mận giúp em. Cái bộ này cái chị mặc sang lắm. Rồi chốt giúp giùm em bộ này 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp giùm em màu này là màu, mã này là lên giúp em mã đỏ mận nha. À 69. 69 giúp em cả nhà, 69. Lên giúp em mã số 69. Mã số 24 xanh ngọc em chốt cho chị Khai Thạch. Ok chị Khai Thạch. Trời ơi đẹp cả nhà ơi. Bộ này đơn giản nhưng mà mặc lên rất là đẹp nha. Sao nó hết được nữa rồi, in hết được nữa rồi. Chờ em xíu, chờ em xíu nha cả nhà.
130.000 một bộ cả nhà. Bộ 108 mặt chật thì gửi lại em đổi chị Nguyễn Tâm nha. Các chị đẹp nhà em nhắc lại một lần nữa cho mấy chị nghe nè, đơn hàng có vấn đề gì vui lòng nhận hàng thì gọi cho em hoặc là nhắn tin giùm em đi mấy chị nha. Mấy chị cứ lựa lựa em lên like mấy chị la không à. Alo, giờ nhiều nghe ạ. Cô ơi, bây giờ á, là con không có nhớ đơn của mình. Đơn hàng mà con đã nhận đơn của cô, con ok hết rồi. Là con nói ừ đơn con đi luôn nha, là đơn con đã gửi. Thì cô chờ khi nào bưu tá tới thì bưu tá họ sẽ sắp xếp họ giao cho mình. Chứ giờ con à, hỏi cô, con không có nhớ. Thì bữa chủ nhật thì đơn là thứ hai là con gửi rồi đó cô. Dạ dạ. Đơn mới đi ngày hôm qua thôi, cô chờ giúp giùm con nha. Hôm bữa con có nói với cô rồi mà, là chủ nhật kịp đó thì con đi, còn không kịp là qua ngày thứ hai, là mới ngày hôm qua thôi cô. Dạ dạ rồi. Rồi vậy cô nha. Dạ con đang live stream. Dạ dạ rồi. Anh không được. Chờ em xíu mấy chị ơi, cái máy nó bị cái gì nha. Màu hồng em chốt cho chị Thúy Nguyễn. À, em xíu thì mấy chị có thể em dơ lên tiếp thì đó, thì em cầm em dơ lên nó mã số cho mấy chị. Nói mã số thôi. Alo, bây giờ Diệu nghe hả? Mã số 62 nha mấy chị ơi. Dạ còn chị. Em có beo cam, beo cam, beo vàng với beo tím, không có beo hồng đất chị. Còn chị. Beo tím là nó khác, còn chị chốt bộ hồng đất là nó khác nha, hai cái mã số đó nó khác nhau nha chị. Hồng đất em hết tay hai à. Thì em lấy cho chị size 2 đó chị. Dạ. Dạ tím size số 2 mình đưa cái này. Chờ em xíu mấy chị ơi. Rồi tiếp tục nha mấy chị.
Em ghi đi bé Thủy chút xíu chị không 949 558 558 109 nào cũng bị cái máy cái máy in hết trơn á, mình ghê luôn á mấy chế ơi, mấy chế thông cảm, chờ em tí xíu nha, em chỉnh lại một cái. Rồi 24 hồng chốt cho chị Thúy Nguyễn. Được. 24 xanh ngọc cho chị Khai Thạch. Đúng rồi, bình thường đồ cái chị với các cô cứ chờ giùm em đi, em đã nhận đơn của mình rồi là đơn đã đi rồi á. Nhiều khi mấy chị ngay ngày thứ bảy chủ nhật mấy chị cứ hối hàng mà nhiều, có nhiều chị không nhớ nữa nha. Mới chốt ngày hôm qua hả? Hôm nay qua ngày mai hoặc ngày mốt cái chưa thấy tới. Ở Bình Dương hay là ở Đồng Nai gì đó 2-3 ngày nó mới tới. Mới có 2 ngày rồi, chỉ chốt 4-5 ngày rồi không có thấy hàng. Lên kiểm tra đơn mới gửi đi có 1 ngày 2 ngày à. Nha nên mấy chị lưu ý giúp em. Rồi lên giúp em mã số này, mã số 53. Cái màu xanh rêu này nó đẹp nè cả nhà. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh rêu. Ở quên mã số 53 nha cả nhà ơi. Mấy cái form này là 60kg trở lại, cái chị đẹp nhà em mặc vừa nha. Còn ví dụ như chị nào mà hơi thấp rồi dưới 1m55 á, thì cái chị đẹp chốt giúp giùm em 57-58kg trở lại thôi. 57-58kg trở lại thôi cái chị. Rồi em nghe nè chị. Bộ xanh bơ còn không em? Xanh bơ còn chị. À cho chị bộ xanh bơ nữa là 2 bộ ấy. Dạ rồi. Rồi em có số chị rồi đúng không? À chị có mua hàng bên em lần nào chưa? Rồi có rồi, là em có địa chỉ rồi đó chị, vậy em gửi địa chỉ cũ cho chị luôn, em khỏi gọi lại nữa nha, hai bộ. Dạ rồi rồi em cảm ơn chị. Rồi 130.000 một bộ nha cả nhà, hàng pyjama, hàng Latin nha, hàng này rất là tiện nha các chị. Rồi tiếp tục lên giúp giùm em mã này. Mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã cam đất 60kg trở lại mặt giường. Hàng Latin nha các chị, hàng Latin này các chị mặc ngủ là bao thích luôn á. Thế là có những cái loại chất liệu vải mà cái chị mặc á, cái chị cảm thấy là nhiều khi mình ngủ á, cái da của mình nó bị cạ riết lâu ngày á mấy chị, là nó sẽ bị thâm chỗ đó đó. Còn mấy cái chất vải hàng Latin nè, hàng lụa nè, mấy cái này là hàng mango rồi đó, cái chị mặc thì nó sẽ rất là in cái da của mình ha, nó mịn da đó. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cam đất cả nhà, rất đẹp luôn, cam đất. Dạ size bộ này em không có size 70kg, không có size 70kg chị. Rồi lên giúp em bộ đó là mã cam đất cả nhà. Rồi bộ này mã số 62. Đây cái bộ này rất là đẹp luôn nè. Cái bộ lập thể này, cái lập thể của nó ở ngoài đẹp lắm cả nhà. Bộ này 65kg trở lại mặt vừa nè cả nhà. Chị nào thấp người tí xíu thì 63 thôi ha. Nói chung là mong tầm khoảng 105 trở lại là cái chị mặc vô form hết giúp em. Rồi chốt giúp giùm em bộ này. Mã số này lên giúp giùm em là mã số mới nói quên đi mà mã số 62. Lên giúp giùm em mã số 62. Bộ em đang mặc ở trong người hiện tại bây giờ là còn được 3 màu chị. Bộ em đang mặc là mã số 24. Cái chị lên giúp em là 24 hồng, 24 vàng. Và cái này là 24 xanh biển. Rồi em có được 3 màu. Bộ em đang mặc trong người là được 3 màu. Cả nhà chốt đi, khách nhà em coi lại like mấy chị chốt nhiều dữ lắm luôn á. Để thôi hết hàng ủng lắm, cái lô này em về được có 100 mấy bộ à. Nè cái bộ màu da nè. Mã số 23. 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 23. Cái lụa này mặc nó đã dữ lắm luôn nè cả nhà. Rồi lên giúp giùm em mã số 23 ha, màu da giúp em 60kg trở lại mặt vừa. Lên giúp giùm em mã số 23. Mã
mã số 23 cả nhà. Ký mặt vừa không hả? 45 kg mặt chắc hơi rộng á chị em, 48 kg, 1m58 đó. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, rồi nói đi chị. Ủa sao chị, bạn nhà em đang phụ like của em ở trên đây á chị, có gì không chị? À, chị nhận hàng rồi. Dạ. Có gì không chị, chị nói đi. Đó em còn màu cam không à chị. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi. Rồi cam ba còn. Cam ba hai bộ là nó giống nhau hết luôn á chị. Cái bộ cô tông mà phối lụa mà em sale 65.000 á đúng không? Rồi rồi hai bộ size 3 cùng một bộ luôn nha, cùng một mẫu cùng màu luôn đó. Dạ. Rồi chốt em bộ này, bộ này 4 mấy ký mặc vừa nè chị. Bộ này 55 kg trở lại nha cả nhà. Áo khoác chị có giữ không chị? Giữ áo khoác cho chị đi. Rồi rồi bộ này 55 kg trở lại mặt vừa. Rồi rồi ok chị. Rồi em hiểu rồi, em hiểu rồi. Ok vậy đi ha. Dạ dạ. Dạ. Em khổ mấy chị quá, mấy chị thông cảm giúp em đi. Ngay cái giờ like của em là mấy chị gọi em không có nói chuyện được nhiều nha. Nói chuyện nhanh gọn lẹ rồi xong, có vấn đề gì em chốt đơn cho mấy chị xong rồi đó. Mấy bạn nhà em gọi lại, mấy chị muốn nói gì mấy chị nói với bạn chốt đơn giùm em. Cứ gọi hoài em like không có được mấy chị ơi. Rồi bộ này 55 kg trở lại mặt vừa giúp giùm em. Nói chung là em không có thời gian để em mà nói chuyện với mấy chị nhiều luôn. Mấy chị thông cảm giúp em đi, lúc em rảnh thì nó khác. Chứ ơi em đang live stream đó, có cái gì một hơi chị nói chuyện với các bạn chốt đơn giùm em. Cam đó em không nhớ, còn mấy bộ một chút xíu chị nói chuyện với bạn đi ha. Dạ rồi. Rồi 55 kg trở lại mặt vừa giúp em, lên giúp em mã này là mã chữ đi cả nhà. Chốt em là mã chữ. Chốt em mã chữ nha cả nhà. Mặt rất mát, form đồ đẹp. Em cảm ơn chị Thanh Trà Bỏ rất là nhiều. Bộ này chị Thanh Trà Bỏ nhận được rồi đúng không chị? Mã chữ một bộ em chốt cho chị Nghé Bóng. Ok chị Nghé Bóng. Rồi bộ này 60 kg nè. Nói chung là pyjama mà em nói là 60 kg là mấy chị, 60 kg là mấy chị mặc vừa luôn đó, mặc ôm vừa luôn đó cả nhà. Còn ví dụ như em 1m58, 48 kg là các chị mặc vẫn được luôn nha. Dạ mặc vẫn được luôn, nó vẫn rộng thoải mái như thế này là các chị mặc vẫn ok nha, chứ nó không có động thùng thình, nên là cái chị mặc vẫn đẹp nha, không có vấn đề gì hết. Rồi lên giúp giùm em mã số này cả nhà ơi. Bộ này bộ này người ta bán là một bao nhiêu đây, 190-200 gì á mấy chị, bộ này nè. Rồi bộ này cả nhà lên giúp em mã số 75, mã số 75, bộ 75 này rất là đẹp nè, 130.000 một bộ chứ ơi, 130. Bộ hồng đang mặc là cũng 130 luôn. Nói chung là Latin với Mango. Cái lô này là em bằng giá hết cho mấy chị luôn á. Mango cũng đẹp. Hình như chị đẹp lắm. Mango cũng đẹp mà Latin cũng đẹp luôn nha cả nhà. Alo, dạ Diệu nghe hả? Alo. Alo, em xuống nhận phẩm. Rồi, dạ. Rồi chốt em bộ này nha, mã số 75, 60 kg trở lại mặt dừa cả nhà. Đẹp lắm. Cả nhà nào mặt dừa nên chốt đi cả nhà ơi, đừng phân vân cái mẫu này, mẫu này cái chị mặc sang và đẹp nữa. Rồi bộ này mã số 60. Bộ này mã số 65 giúp em nha. Bộ này mã số 65. Tay dài nè cả nhà. 58 kg trở lại mặt dừa, mã số 65 tay dài giúp em. Màu hột gà. Mã số 65 màu hột gà giúp em nha, rất đẹp luôn. Hồng đang mặc 60 kg em chốt cho chị Châu Trần.
Mã số 75 em chốt cho chị tính khoan. Trời, cái mã số 75 nó đẹp lắm á chị tính khoan. Mã số 75 đó là màu là giờ chị mặc là sẽ rất là sang luôn. Cái màu của nó giống như màu vàng dưa cải mà cái vàng dưa cải đẹp á. Rồi lên giúp em mã số này nha cả nhà, lên giúp em là mã số này là hồi nãy là mã số 65. 65 ha, 57 58 kg trở lại mặt dừa tay dài. Lên giúp em mã số 65. Mã số 65. Cái lô này nói chung là lô này về có trăm mấy bộ mà em ưng ý lắm luôn, bộ nào cũng ưng ý. Đẹp. Rồi mã số này cả nhà lên giúp em mã số 64. 64 nè. Màu vàng đồng. Rất đẹp luôn, màu vàng ánh hơn đó các chị, vàng đậm á. Lên giúp giùm em bộ này 60 kg trở lại mặt dừa. Cả nhà xem cái đường viền của nó nè, đẹp lắm nha. Rồi chốt giúp giùm em màu này. Cổ nó là bông truyền thống hết giúp em nha cả nhà. Rồi lên giúp em mã số 464 cả nhà, 60 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 64. Không có 85 kg chị. Đồ nhà em không có form nào 85 kg hết chị, đẹp không? 7 mấy kg trở lại là có đang là 75 kg. Còn bộ này là form của nó tầm khoảng 60 kg nha cả nhà, 60 62 kg trở lại thôi. Mã 64 em chốt cho chị Yến Nguyễn. Rồi mã số này mã số 58 với em cả nhà. 60 kg trở lại mặt dừa luôn nè. Bộ này 60 62 kg trở lại mặt được nè. Lên giúp em mã số này là mã số 58. Mã số 58. 60 62 kg trở lại mặt dừa, mã số 58 rất là đẹp luôn nha cả nhà. Lên giúp em mã số 58. Form rất là sang ha. Mã số 58 60 62 kg trở lại mặt dừa. Chốt em mã số 58. Bộ này chốt giúp em mã số 20, tay dài luôn. Tay dài là em chốt cho cả nhà 58 kg trở lại mặt dừa. 58 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã số này mã số 20. 20. Mã số 20 giúp em nha. Mã số 20. Mã số 20, bữa nay em lên nhiều mẫu cho cả nhà lắm. Em lên sớm là em sẽ lên nhiều mẫu nha. Bữa nay hàng thiết kế em lên cho cả nhà luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này nha cả nhà. Chốt giúp giùm em mã này là mã số 20, 58 kg trở lại mặt dừa. Đồ đẹp hả chị mà không có size lớn. Em tìm size lớn cho mấy chị nhưng mà pyjama thường mà size lớn á, là nó cũng cỡ tầm khoảng 65 kg trở lại hả cả nhà. Trừ khi là ví dụ như hàng mà biết size á, nó mới có size 70 75 kg thôi. Còn đa phần là tầm trung không mà thường là size trung tầm khoảng 60 62 kg trở lại là nhiều. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em là mã số 64. Ủa sao lần trùng lại mã số 64 nữa nè. 64 em được 2 bộ cả nhà. Hết hả? Đâu, mã số 64 bộ này nè, đúng rồi. Nãy mới chốt bộ. Phải không? Màu vàng khác hả? 64 khác hả em? Rồi vậy bộ này cả nhà lên giúp giùm em nha. Mã số này lên giúp giùm em mã số 100 đi cả nhà. Bộ này cả nhà lên giúp giùm em là mã số 100 nha. Cái màu nó đậm hơn. 64, cùng mã số 64 nhưng mà màu nó đậm hơn nên em lên mã số khác đi. Mã số này cả nhà lên giúp em mã số 100. Mã số 100 giúp em rất là đẹp luôn. Mã số 20 em chốt cho chị Lê Thị Kim Phụng. Mã số 100 màu khác giúp em nãy nha. Mã số 100. Rồi bộ màu đen này cả nhà lên giúp giùm em 101. 100 em chốt cho chị Yến Nguyễn. 101 nó giống vậy luôn đó cả nhà. Mà màu đen nha, màu đen lên cái màu vàng này. Con hổ. Lên giúp em mã số 101 là màu đen. 101 60-62kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã số 101. Chị Lan Nguyễn ơi, em hết mã số 100 rồi, em còn 101. Rồi bộ này là mã số 102. Giống luôn nè cả nhà. 102 101 em chốt cho chị Lan Nguyễn Thị. Chị Lan Nguyễn Thị lên cân nặng chiều cao kèm cái số điện thoại giúp em cho chị. Rồi bộ này 102, 62kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã số 102. 102 giúp em. Chốt giúp em mã này. Chị Lan lên giúp em cân nặng chiều cao kèm cái số điện thoại nha. Rồi chốt em 102 cả nha. 102. Rồi bộ này mã số 40.
lên giúp em bộ này mã số 40. Bộ này là 65kg nè. Nhưng mà em canh với mấy chị 63kg trở lại là 62kg thôi nha. 62-63kg trở lại mặt dừa. 130.000 một bộ, chị đồng giá hết giùm em nha. Hàng Latin với mango xịn sò luôn. Bộ này là tay cánh dơi mà nó có hai cái túi hai bên nha. Nhưng mà cánh dơi này đẹp nha cả nhà. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là mã số 40. Chốt em mã số 40. 62kg cao 1m58. Ok chị Lan Nguyễn Thị. Đây chị Lan Nguyễn Thị có lấy thì lấy thêm bộ này là chị mặc được nè. Rồi lên giúp giùm em mã số 40 nha. Rất đẹp luôn. Chốt em mã số 40. Họa tiết đẹp lắm nha cả nhà. Màu nâu. Mã số 40 em chốt cho chị Yến Nguyễn. Ok chị Yến Nguyễn. Rồi lên giúp em bộ này mã số. Bộ này size đại nè. Mã số 72 nè cả nhà. Mã số 72 chốt giúp em nha. 62-63kg trở lại mặt dừa luôn. Lên giúp em mã số 72. Ồ dạ nó mướt rồi mẹ chị. Mã số 72 giúp em nha, rất đẹp luôn. Chốt em mã số 72, 62kg trở lại mặt dừa. 62kg trở lại mặt dừa, mã số 72. 52kg mặt dừa đẹp hết mấy bộ này luôn đó chị. Mấy bộ em dơ lên là bộ này chị mặc 52kg, chị mặc cũng dừa đẹp chứ. Mặc được hết á. Rồi mã số này cả nhà lên giúp giùm em mã số 77. 77 là sọc hồng. 62-63kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã số 77. Không, cánh dơi cái con này là to nhất rồi đó chị. Con này là 65 đó, nhưng mà em canh cho mấy chị 63kg trở lại cho cái chị mặc thoải mái. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Lên giúp em mã số 77. Chốt em mã số 77. Chốt em mã số 77. Cái này em được hai bộ này, mã số 29. Rồi bộ này ta bán 210.000 một bộ nè cả nhà. Bộ này dành cho mấy chị size nhỏ nè. 55kg trở lại mặt dừa. Đẹp lắm. 55kg trở lại mặt dừa nha. Chốt em bộ này mã số 29. Mã số 29 cả nhà, 55kg trở lại mặt dừa. Tay dài mã số 29, em có hai bộ. Cái này là lụa Latin bông á cả nhà ơi, nó đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em mã số 29 nha. 29. Rồi bộ này mã số 28. Lên giúp em mã số 28 nè cả nhà. 60kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 28 màu xanh đen. Chị nào thấp người tí xíu thì 57kg trở lại giúp em nha. Rồi bộ này em chốt cho cả nhà 57-58kg trở lại đi, mặc cho thoải mái. Lên giúp em mã số 28. 28 là 57-58kg trở lại mặt dừa. Rồi chốt em mã số 28. Mã số 39, thằng Tài gõ cửa luôn, đẹp quá nhìn đẹp. Mã số 39 cả nhà ơi, mã số 39. Đẹp quá đẹp, 62kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 39. 39, 62kg trở lại mặt dừa, mã số 39. Rồi lên giúp em bộ này mã số 4. Mã số 103. 103. 58kg trở lại mặt dừa. 103. Mã số 103. 57-58kg trở lại mặt dừa cả nhà ơi, lên giúp em mã số 103 nha. 103. 39 em chốt cho chị Tuyết Nga Lê. Ok chị. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em Latin tay dài. Latin bông rất đẹp luôn. 60kg trở lại mặt dừa bộ này. 60kg trở lại mặt dừa. Chốt giúp giùm em mã này là mã hoa đỏ. Lên giúp em bộ này là bộ hoa đỏ nha cả nhà.
tay dài 60kg trở lại mặt dừa. Chốm em bộ hoa đỏ Latin nha, Latin bông rất đẹp luôn. Rồi chốm chúng em bộ này, mã số này là mã số hoa đỏ, em được 2 bộ. Mã số hoa đỏ nha cả nhà, hoa đỏ. Bộ này nãy chị lên rồi đúng không, khác hay là giống? Bộ này 200.000. Bộ này rất đẹp luôn nha cả nhà. Mã số gì? 130.000 một bộ nha cả nhà ơi. Rồi lên giúp em bộ này mã 104 cả nhà ơi, 104. Đẹp quá. 104 được cái tay bồng bồng. 104, 57kg trở lại mặt dừa. Mã số 104. 56, 57kg trở lại mặt dừa, lên giúp em 104. Chốt em 104. Bộ này mã số 105. Bộ này mã số 105 giúp em nha, 105. 60kg trở lại mặt dừa. 60kg trở lại mặt dừa, lên giúp dùm em bộ này là 105. Chốt em 105 cả nhà, 105. 60kg trở lại. 130.000 một bộ chị. Đồng giá 130 hết các em. Mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã da. Rồi nó đẹp nè cả nhà ơi. Mã da cả nhà. Mã da giúp em nha, 104 em chốt cho chị Đinh Thủy. Mã da 60-62kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã da. Mã da cả nhà ơi, nó đẹp á. Chốt em mã da ha, 60-62kg trở lại mặt dừa, tùy chiều cao á. Chị nào cao tí xíu thì 62, chị nào hơi thấp rồi thì 60-60kg. Lên giúp em mã da cả nhà, mã da. Da chốt cho chị Yến Nguyễn. Rồi mã này mã xanh lạ, lên giúp em bộ này là bộ xanh lạ. Xanh lạ là tay dài nha. Tay dài 57kg trở lại, lên giúp em mã này là mã xanh lạ, tay dài. 57-58kg trở lại mặt dừa, lên giúp dùm em xanh lạ. Chốt em mã xanh lạ. Rồi lên giúp em bộ này là bộ vàng nhẹ. 60kg trở lại. À bộ này 58kg trở lại thôi. 58kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã vàng nhẹ cả nhà. 57-58kg trở lại. Chốt em mã vàng nhẹ. Vàng nhẹ giúp em. Cổ nhọn rất đẹp luôn nè. Rồi lên giúp giùm em mã vàng nhẹ. 57-58kg trở lại mặt dừa, vàng nhẹ. Vàng nhẹ em chốt cho chị Đinh Thủy. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em là chuột xanh. Chuột xanh rất đẹp luôn. Đẹp chưa? 60-62kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã chuột xanh. 60-62kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã chuột xanh. Vàng nhạt em hết rồi chị Kim Phụng ơi. Rồi lên giúp em mã chuột xanh ha. Chuột xanh 60-62kg, bộ này đẹp nha. Bộ chuột này đẹp nè. Chuột xanh 60-62kg trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em là chuột xanh. Rồi cái này là chuột vàng. Em có chuột xanh, chuột vàng ha. Chuột vàng là 57kg trở lại cả nhà ơi. Chuột vàng là tay dài là 57kg trở lại. Chuột xanh em chốt cho chị Yến Nguyễn. Chuột vàng, vàng này là vàng đồng giúp em nha. 57kg trở lại mặc dù, lên giúp giùm em là chuột vàng. Chuột vàng giúp em, chuột vàng là tay dài. Bộ này nó đẹp nè cả nhà ơi, mặc lên như tiểu thơ luôn. Mã số 5 giúp em cả nhà. Mã số 5, size 55-56kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 5. Tâm này gọn nè.
55kg trở lại nha. Lên giúp em mã số 5. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em mã số 5. Bọn em có hả? À. Ừ, ừ, vậy chị lấy. Em lấy em mặc cặp với bạn nhà em, 130.000 chị. Rồi, bộ này xí dịu chốt. Dễ đẹp quá trời luôn, mặt nó mướt mát lắm chị. Mã số 5 hết rồi chứ ơi, chứ qua mã số 6 giúp em được không? Mã số 5 bán luôn à. Rồi mã số 5 mấy chị chốt, em chốt cho mấy chị luôn đi. Đẹp lắm. Mã số 5 em chốt cho chị Phương Thảo. Mã số 5 là 55kg trở lại thôi nha cả nhà. Rồi lên giúp em mã số 6 đi. Mã số 6 giống vậy nhưng mà nó là màu hồng nè. 55-56kg trở lại luôn. Lên giúp em mã số 6. Mã số 6 55-56kg cả nhà ơi. Lên giúp em mã số 6. Mã số 6 là màu hồng ha. Đẹp lắm đó chị. Giải đẹp. Bán. Chốt em mã số 6. Mã số 7 em được 2 bộ. Mã số 7 là chữ đỏ. Em được 2 bộ. Chốt em mã số 7 nha. Mã số 7. Mã số 7 nha em nha. Số 6 là màu hồng, số 7 là màu đỏ. Số 7 55kg trở lại mặt dừa cả nhà, chốt em. Chốt em mã số 7. Có size lớn hả? Em có một bộ 55kg với bộ này là 63kg, 62-63kg. Chị Yến Nguyễn ơi, em lấy cho chị cái size lớn nha. Size 2XL nữa nè. Em lấy cho chị size 60kg nha chị, 60-62kg nha. Cho chị Yến Nguyễn bộ size lớn. Này em có 2 size. Bộ giả nó đẹp đó cả nhà. Ok, mã M7 cho chị Yến Nguyễn size lớn nè. Mã M7 em còn một bộ size 55kg em đang mặc này cả nhà. Em chào chị Lê Thị Thu. À chị mua cho con chị hả? Vậy em lấy cho chị bộ nhỏ đúng không? Rồi ok, vậy trả bộ này. Chốt chị bộ sơ này. Lên giúp em bộ này là bộ ngũ sắc cả nhà ơi. Ngũ sắc em cũng có 2 size luôn. Em có size 55kg với lại là size 60kg, 60-62kg. Trả này. Một lẻ ba, 103 mình còn thôi. Lên giúp em mã này, mã ngũ sắc. À. Còn 105. 105 với 103 em hết rồi chị Quỳnh Mai ơi. 103 em chốt hết rồi. Rồi, bộ này em có 2 size luôn nha, mã ngũ sắc. Em có được size số size M là 55kg và size 2XL là tầm khoảng 63kg trở lại cả nhà mặt dừa. Có 63kg rồi, em có 2 size. Chốt em mã này là mã ngũ sắc cả nhà, đẹp quá. Ngũ sắc lên giúp em mã ngũ sắc. Ngũ sắc size M em chốt cho chị Nghé Bóng một bộ. Rồi vậy là hết luôn rồi, ngũ sắc. Ngũ sắc em có 2 bộ rồi. Rồi em còn 2 bộ size 2XL. Là size 60-62kg trở lại đó cả nhà, 130.000 một bộ chị. Hàng Latin giúp em ha, hàng nói chung là hàng đẹp đó, hàng xịn đó. Hàng mấy chị đừng so sánh với hàng mà 99 mấy ngàn nha, nó khác dạy, nó khác hoàn toàn luôn. Rồi ngũ sắc em còn được size 2XL là size 60-63kg nha cả nhà. Rồi bộ này đẹp quá. Bộ này 60kg trở lại mặt vừa nè cả nhà. Chốt giúp giùm em mã này là mã bi. Lên giúp em bộ này là bộ bi cả nhà. 60kg trở lại mặt vừa. Chốt em mã bi ha. Chốt em mã bi. Bị lỗi rồi hả? Bị chạy rồi. Em đổi qua cho chị bộ này nha chị Nghé Bóng ơi.
nó giống như vậy á, nhưng mà cái họa tiết có màu khác tí xíu được không chị? Cái bộ kia nó bị chạy cái chỉ rồi, bị lỗi rồi. Em đổi qua cho chị bộ này nha. Chị chịu không? Đây bộ này size M nè. Chị chịu bộ này không chị? Tại bộ kia em còn size bự à. Bộ nó để lại chị. Ok, em đổi qua cho chị bộ này ha. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, bộ này cả nhà lên giúp giùm em bộ này 60kg trở lại mặt vừa nè cả nhà. Lên giúp em bộ này là bộ bi ha. Bi, rất là đẹp luôn. 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã bi. Rồi bộ này cả nhà ơi đẹp quá. 60kg trở lại mặt vừa luôn. 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp giùm em mã này là mã đẹp. 60kg trở lại mặt vừa, chốt em mã này là mã đẹp cả nhà, mã đẹp. Cái vải nó đã lắm cả nhà ơi. Chốt giúp giùm em là mã đẹp nha cả nhà, mã đẹp. Rồi bộ này 55kg lên giúp em mã xanh. 55kg trở lại mặt vừa, chốt em mã xanh. Rồi em còn mấy bộ nữa em hết rồi. Xong rồi em qua hàng thiết kế cho mấy chị nha. Xong em thảy mấy cái bộ đó ra cho chị mấy chị. Mấy bộ ở trong về cùng một lô đó. Em cầm lên mẫu cho mấy. Rồi chốt em mã xanh cả nhà. Xanh em chốt cho chị Yến Nguyễn. Rồi em hết xanh rồi chị nghe bóng rồi chị lấy qua mã nâu giúp em được không? Nâu em còn bộ nè. Sáu lăm ký cái này em không có rồi chị. Em còn bộ mã nâu à, được không chị? Nâu à. Nâu cũng 55kg trở lại mặt vừa luôn, cả nhà chốt em mã nâu. Nâu 55kg trở lại mặt vừa, chốt em mã nâu luôn. Nâu, ok, nâu em chốt cho chị nghe bóng. Trở lại mặt vừa, tay dài 55-57kg trở lại mặt vừa, lên giúp giùm em mã này cả nhà ơi. Mã này lên giúp giùm em là mã khói. Lên giúp em mã này là mã khói nha. Cái hoa nó đẹp cái này cả nhà. Mã khói giúp em nha cả nhà, tay dài. Bộ này 57kg, 57-58kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã khói. Nói chung là mặt là vô form hết luôn ha cả nhà, đẹp. Rồi chốt giúp chị em mã này là mã phối 57kg trở lại mặt vừa cả nhà. Hết hay gì rồi chị Công Lam ơi. Hình như to lỡ em hết rồi. Không biết bữa giờ khách có xả hay là khách có xả hàng ra không ha, chứ hôm bữa em like là em nhớ hết rồi đó. Rồi lên giúp chị em mã này là mã phối cả nhà ơi. Mã phối 65kg bộ này em không có rồi chị. 65kg là em có mẫu khác nha. Phối em chốt cho chị Quỳnh Mai. Chị Quỳnh Mai khách mới lên cân nặng chiều cao kèm với số điện thoại giúp em đi chị. Chị lên cân nặng chiều cao kèm với số điện thoại giúp em nha. Rồi mã này mã số 55. Mã số 55 cả nhà, cái bộ này cả nhà mặc sang lắm nha. Cái kiểu này là kiểu truyền thống của mình. Mã số 55. 60kg trở lại mặt vừa, giống em mã số 55 màu đỏ. Đỏ lúc nào nó cũng quyến rũ cả nhà nha. Đỏ mà cả nhà lên cái phi này, quên gọn cái lụa Latin này nữa là nó rất là đẹp nha. Mặt đẹp lắm, mặt sang. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ, 55, mã số 55.
Mã số 55 60 kg, trở lại mặt vườn. Chị Quỳnh Mai lên giúp em cân nặng và chiều cao kèm theo số điện thoại chứ. Em mới chốt đơn cho mình được. Em đang mặc mã số 55 rất là đẹp luôn cả nhà. 60 kg trở lại mặt vừa cả nhà ơi. Chị Quỳnh Mai, em không thấy lên cân nặng chiều cao, em chốt qua cho chị Phan Điệp nha. 52 kg, cao 1m50. Rồi ok, em chốt cho chị Quỳnh Mai. Rồi mã số này mã số 54. Đồ này size nó tầm khoảng 60-62 kg trở lại à chị. Đây bộ này size bự nè. Bộ này quần em mặc rộng, rộng dài luôn. Bộ này 62 kg nè, cả nhà 60-62 kg mặc vừa. Bộ này em chốt cho mấy chị là 60 kg nha, 60 kg trở lại cái chị mặc vừa bộ này. Lên giúp em mã số 54, tầm khoảng 55-60-61 kg. Lên giúp em mã số này, mã số 54, tay dài luôn nha cả nhà. Đồ ngủ đó, chị mặc tay dài phủ phê. Em mặc rộng nha, 55-60 kg chị mặc đẹp đẹp. Mông 100 là mấy bộ này vô thoải mái hết nha chị. Mông 100 là vô bình thường. Em chăm đến mông 105-106 trở lại là cái chị mặc vẫn ok. Chốt em mã này mã xanh xanh biển cả nhà ơi. Xanh biển. Chốt em mã này mã xanh biển. 55-56 kg trở lại mặt vừa bộ này luôn. 55-56 kg trở lại mặt vừa, chốt em mã xanh biển. Chốt em mã xanh biển nha, 55-56 kg trở lại nè cả nhà, rất đẹp luôn. Xanh biển. Chốt em mã xanh biển hả? Alo gì vậy nha? Mẫu gì vậy chị? Mẫu đó là mẫu gì vậy? 95 ngàn là mẫu gì chị? Cái hàng thiết kế Ati Mỹ phối với Solen đó đúng không chị? Size L là size 55-56 kg. À, XL là tầm khoảng 62 kg. Là chị chốt mã gì? Năm chục ký chị lấy size L chị, size L là size nhỏ nhất. Mã kem hình như em còn L đó. Kem với sọc vàng ha, size L. Yeah. Mã đẹp rồi ba bộ. Em lấy cho chị cái bộ thiết kế phía sau chứ thiệt. Sọc vàng, kem với mã đẹp. Rồi, em chốt cho chị nha chị. Đơn này chiều mấy bạn nhà em gọi lại chị xác nhận đơn nha. Dạ. Yeah. Lên giúp em bộ này, bộ xanh lá cả nhà, xanh lá. 60 kg trở lại mặt vừa. Xanh lá. Kem sọc vàng với mã đẹp. 0326. 00. 8618. Rồi bộ này 60 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã xanh lá nha chị. Rồi em qua mẫu khác cho cả nhà nha, qua mẫu khác cho cả nhà. Rồi phải mấy cái bộ lẻ, mấy cái bộ mà mẫu lẻ 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 đó đấy. Cái cặp này là đồ gì mà đẹp quá trời đẹp luôn nè cả nhà ơi. Cái lô này em có nhiều mẫu cho cả nhà.
Bộ này thun giấy, thun giấy nó phối với hạt cô tông nha cả nhà. Rồi, cái phơm này á là nó lộn xộn. Phơm này lộn xộn nó tùm lum mẫu chân á. Bộ này em bán cho cả nhà mình ha. Đồng giá hết giúp giùm em là 100 ngàn một bộ. Rất đẹp nha cả nhà, 100 ngàn một bộ hết. Rồi, bộ em đang mặc 60kg trở lại mặt vườn. Nó giãn nhiều lắm nha cả nhà, mà phơm này cái chị mặc ôm nó mới đẹp. Rồi 60kg trở lại mặc vừa lên giúp giùm em mã này là mã 100. Mã 100 à, lên giúp em mã 100 rất là đẹp luôn. 60kg trở lại mặc vừa lên giúp giùm em mã 100. Em bán đồng hết cho mấy chị là 100 luôn. Tại vì cái này em nhập chung vô hết luôn. Nó lộn xộn mẫu một lô là tùm lum mẫu hết ha. Là nó cùng một giá. Nó cùng một giá là 85 ngàn. Em bán cho cái chị 100 ngàn một bộ. Rồi ok. Lên giúp giùm em mã này là mã 100. 60kg trở lại mặt vườn, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Lên giúp giùm em là mã 100. Một trăm ngàn chị nó đồng giá hết giúp em 100 ngàn một bộ, nó nhiều mẫu lắm. Rồi em có bộ giấm cho cả nhà nè. Đó, em nhập 85 em bán cho mấy chị 100 ngàn nha, nó tùm lum mẫu ở trong này hết. Rồi bộ này bộ giấm. Em mặc rồi cái này nó còn hơi rộng nữa chứ chị. Bộ giấm này là dây kéo ở phía sau giúp giùm em nha cả nhà. Chị nào mà thích mặc mấy cái hàng thiết kế, dây kéo nó nằm tuốt ở dưới luôn. Rồi cả nhà chốt giúp em. Cái gấm này em được có 1 cọc một à. Cái kiểu nó về nha cả nhà. Cổ lá một bên. Rồi cái này cả nhà buộc ở đằng sau, buộc ở đằng trước gì cũng ok hết. Chị thích ôm này cái chị buộc theo kiểu đằng trước vậy nè. Rồi buộc cái nơ ở phía sau giúp em. Bộ này 55kg trở lại mặt dừa cả nhà. Chốt giúp giùm em là 55kg nha. Chị dễ thương nha. 55kg trở lại với em mặc bộ giấm này nha. Em 1m58, em 48kg là em mặc ok luôn. Mấy chị nhỏ nhỏ người, mấy chị mặc cũng ok luôn. Rồi form 55kg. Ở phía trước nó là lưng bản, ở phía sau đó là lưng chung giúp giùm em. Rất là đẹp. Rồi 55kg trở lại mặc vừa giúp em bộ này. Lên giúp em mã này là mã giấm xanh. Giấm xanh giúp em nha. Giấm xanh. Em có gấm xanh, em có gấm tím cho cả nhà nữa. 55kg trở lại cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái bộ này cả nhà mặc đẹp lắm, cả nhà mặc đi làm đi này kia rồi là ok luôn nha. Gấm này nó không có bóng nha cả nhà. Gấm này dạng như là gấm vân á, nó dập cái vân nổi lên cho mình, nó ở ngoài là nó nổi lên, rất là đẹp luôn. Gấm xanh em chốt cho chị Trần Hiền một bộ. 55kg trở lại cả nhà chốt em nha, gấm xanh. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi em có gấm tím luôn chị. Màu tím cũng đẹp nữa nè. Chốt em mã gấm tím. Dây kéo ở phía sau giúp em nha, gấm màu tím. 55kg trở lại mặt dừa gấm tím. Ở phía sau là lưng chung nè, ở phía trước lưng bản giúp em. Chị mặc ở nhà, mặc đi làm vẫn ok. Rồi lên giúp em bộ gấm tím. Ủa, chị mặc là size gì vậy ta? Nó có size M, nó có size L. CM chất 55kg. CL. CL. Hàng thiết kế nó vậy đó chị.
hàng thiết kế ở là nó nằm ở tầm size chung không à, size chung nó không có size to, chứ em cũng muốn kiếm size to cho mấy chị lắm mà đâu có đâu. Cho cái bộ gấm này vải nó đẹp nè các chị, vải nó đẹp. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, mã này cả nhà lên giúp giùm em. Đây bộ này chắc 50kg nha, bộ này em mặc vừa nè. Bộ này cho chị nào 50kg nè, chị nào nhỏ nhỏ người nè cả nhà. Size L thì 55kg, size M em chốt cho mấy chị 50kg thôi ha. Bộ màu xanh này có một bộ màu và đẹp đó. Cái này em có size M với size L đó chị, nhưng mà size M là em chỉ cân cho mấy chị là tầm khoảng 50kg thôi nha. Yeah. 50kg chị mặc cho nó đẹp, heo tầm khoảng 72 trở lại. Này em 75 chứ chị mặc cũng vừa. 60kg. Lại lộn vậy. Ấy giờ bỏ vô lại rồi. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Này em có một bộ một và cái màu nó đẹp nè cả nhà ơi. Bộ này eo tầm khoảng 72 73 trở lại là cái chị mặc đẹp nè. Bộ này eo 72 73 trở lại là mặc ok. Nha, lên giúp giùm em mã này là mã số 1 đi cả nhà, mã số 1 đi nha. Chốt em mã số 1. Gấm tím là em có rồi cho cả nhà nè. Rồi gấm này cả nhà lên giúp giùm em là gấm màu da. Bộ màu da này nó đẹp nè cả nhà ơi. Thun chị hỏi thun gì chị ơi, thun em có nhiều lắm. Bộ này là eo tầm khoảng 77 trở lại đó cả nhà, tương đương với size số 2 đó. 77, 78 trở lại nè, lên giúp em bộ này là bộ gấm da cả nhà ơi, đẹp quá. Chị nào, chị gì nào lấy thêm bộ này đi chị, cái bộ này mặc sang lắm nè. Lên giúp giùm em là bộ gấm da ha, em có bộ gấm da. Rồi, bộ này lên giúp giùm em là gấm riêu. Gấm riêu em có bộ này 50kg trở lại, eo 72 trở lại mặc vừa, eo 72, 73 trở lại mặc vừa. Dây kéo ở phía sau giúp giùm em, bộ này là bộ gấm riêu, em có một bộ. Gấm riêu em có một bộ ha, 100.000 giúp em, quá trời đẹp luôn. Gấm riêu. Rồi em có gấm đỏ cho cả nhà luôn, gấm đỏ bộ 100.000 chị. Cái lô này là em lấy lô lộn xộn cho cả nhà, nó nhiều mẫu lắm. Mỗi mẫu nó chừng 10 mấy bộ à, 20-30 bộ vậy đó. Rồi lên giúp giùm em bộ này 55kg trở lại, eo tầm khoảng 75, 76, 77 trở lại ha. Chị mặc ok. Lên giúp giùm em bộ này là bộ gấm đỏ. Đỏ này là đỏ mận giúp em. Lên giúp em bộ gấm đỏ. Rồi bộ cuối cùng là bộ gấm vàng. Rồi em hết nha. Gấm vàng, gấm vàng này 50kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ gấm vàng. Gấm vàng rồi em hết. Hàng thiết kế nó bình thường là hàng thiết kế size nó nhỏ lắm, không có size bự. Cái kéo cắt ở đây nó mất tiếng cho nên cái bấm chỉ kiếm gì vậy. Một trăm ngàn đồng giá hết mấy chị ơi. Cùng một, mấy cái mẫu này nó lẻ nó đồng giá hết. Nó nhiều mẫu lắm. Đồ sắc nách này đẹp chưa, dễ thương chưa. Chính tất. Đẹp quá cả nhà ơi. Dễ thương quá à. 55kg trở lại mặt dừa luôn nha. Chính tất ống rộng xuống vậy nè. Chính tất. Hay là em bán cho mấy chị giá 95 thôi, 100 mấy chị ngán hả à? Bán 10 lời 10.000 bộ luôn đó. Em nhập vô 85 rồi lô lộn xộn. Bán 95. Ok không mấy chị? Bán 95 luôn đi ha. Em sửa giá lại đi bác sĩ. Mấy bộ này em bán 100 là mấy chị ngán đúng không? Bán 95 thôi. Đẹp, giải đẹp nha. Cái chị giải đẹp yên tâm nha. Giải đẹp form cũng dễ thương nữa. Rồi bán 95 luôn nha. Tại em dở ra em thấy mấy bộ này nè, mà giờ bán xem 100 hết thì mấy chị mua. Nhiều khi mấy chị ngán bộ này đẹp quá. Bộ này chị nào 55kg lấy đi cả nhà. Mặc dễ thương. Chịu em.
Rồi, ok, vậy là bán 95 ha. Gấm đo eo 76 vừa size L đó chị Pha, chị tính Pha. Vừa size L đó chị, gấm đỏ cho chị Quỳnh Ly. Tương đương với size số 2 đó. Ví dụ như em mặc bộ này là size M nè, là em canh cho mấy chị tương đương với size số 1 thôi là mấy chị mặc ok. Là thường mấy chị mặc đồ size 1, size 2 ở bên em là ok, mấy bộ này là vô hết ha. Này vừa form. Gấm đỏ em, gấm đỏ hả? Gấm đỏ đó size M hả đó, số 2 size L vậy. Gấm đỏ size L eo 76 là chị mặc được đó chị Tính Thang ơi, em lấy cho chị nha. Vậy là gấm đỏ em hết nha chị Quỳnh Ly. Còn bộ hả? Em còn được bộ nữa đó, eo 76 77. Alo, dạ nhiều nghe hả? Toan tay lỡ hả cô? Hả? Toan tay lỡ hôm qua con mới like đúng không? Rồi cô lấy mà. Dạ. Rồi số 5. Rồi cô mặc cô lấy màu gì? Màu xanh min. Rồi. Rồi cô nói đi, cô nói đi màu xanh min là màu gì đó cô? Xanh bơ. Rồi xanh bơ. Rồi ok. Cam đó, rút còn cam đó. Số 5 nha con. Dạ dạ, con đang rút xong số 5 đó cô. Ừ. Màu xanh bơ hình như. Rồi, ok, rồi, tiếp cái gì nữa cô ơi. Vậy con gửi thì khỏi thằng điện thoại. Cô lấy mấy bộ, 3 bộ đúng không? Cô lấy 3 bộ là xanh bơ, xanh miên với cam đất. Dạ, rồi, con khỏi gọi lại, con gửi cô luôn nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn. Không tám chín tám năm ba một ba ba sáu. Ok, bộ em đang mặc chốt cho chị Trần Hiền 49 kg. Dạ em nghe hả? Dạ. Dạ, rồi. Dạ dạ. Dạ dạ, rồi. Rồi, một bộ gắm da cho cô Nguyễn Thị Út. Xem là gắm da gắm. Ừ, bộ gì đang. Rồi, bộ này cả nhà ơi, bộ này dễ thương lắm. Bộ này rất đẹp nha. 489 cuốn. Bộ này cả nhà lên giúp giùm em nha. Ôi cái bộ này 55 kg trở lại nè cả nhà. Đẹp lắm, cái vải nó đẹp xuất sắc luôn ha. 95.000 luôn, quần ống rộng 9 tấc. Lên giúp giùm em mã này là mã số 2. Bộ này lên giúp em mã số 2. Cái áo dễ thương dễ sợ luôn chị. Nha. Rồi, thấy cưng ghê luôn. Lên giúp em mã số 2 nha cả nhà. Ôi đuổi mấy chị ơi, đuổi nó đẹp mà em bán cho mấy chị có 95.000 thôi nè. Ống rộng nha, ống rộng. Ống rộng xuống về nè. Rồi, bộ này các chị đẹp nha em ơi. Bộ này size này là tầm khoảng 60 kg trở lại cả nhà mặc vừa giúp em nha, 60 kg trở lại. Lên giúp giùm em mã này là mã tím. Lên giúp em mã này là mã tím, rộng dài giúp em nha, mã tím rất đẹp luôn, 95.000. Trải đẹp nha. 60 kg trở lại mặt vừa, chốt giúp em bộ này, bộ tím. Lên giúp em mã tím. Rồi bộ này là bộ đồ bay. Trời ơi, lâu lắm rồi mới có bộ dung mấy chị. Lâu lắm mới có bộ dung đẹp như thế này, bán 95.000 luôn. Thử lên mà. Eo 80 trở lại mặt vừa. Eo 80 chứ chị, eo 80 trở lại mặt ok, bộ dung. Để em mặc bộ dung cho cả nhà coi. Eo 80 nha. Ừ, nội mặt vừa không? Lấy rồi nội. Cái bộ nó đẹp. Bộ nó giải đẹp, thua bóng rộng nữa đó nha. Quay trước là đó chỉ có đưa trước đó hả? Có thêm nữa. Ôi là 95.000. Đợi hả? Dạ, mặt thì mặt không vừa. Rồi cái bộ dung này nha cả nhà, chị nào thích mặt dung thì lấy bộ dung này giúp em luôn. Eo 80 trở lại. Ở cái này trên hè đó. Dung á, chị nói chị cái này.
Rồi, mặt nó rộng mấy chị ơi. Dài nữa. Cái đeo tại. Cái chị mặc thì nó sẽ ok ha. Em mặc nó rộng nên nó tuột lốt ở dưới à. Bộ zoom nha cả nhà ơi, eo 80 trở lại mặt vừa 95 ngàn luôn. Lên giúp em mã này mã zoom. Lên giúp em mã zoom luôn. Rất đẹp luôn. Nó xây bự hả? Xây to, cái chị mà tầm khoảng 55 kg đến 60 kg rồi cái chị mặc ok. Eo tầm khoảng 80 nha. Tương đương với size số 3 đó cả nhà. Rồi em có một bộ này bộ tím trà luôn. Một bộ zoom màu tím trà luôn cả nhà. Nhiều lắm rồi đó. Cái đó không phải một bộ dung màu tím trà luôn, 95 ngàn luôn. Rất là đẹp luôn nha. Bộ này là tương đương với chị nào mà mặc size số 3 đó, eo 80-82 trở lại đó cả nhà. Mặc giường. Rồi lên giúp giùm em có hai cái à. 95 ngàn luôn, dung màu xanh với dung màu tím. Dễ thương quá. Có bụng là mặc bao đẹp. 60 kg trở lại mặt dừa. 60 kg trở lại mặt dừa giúp em luôn, rất là đẹp nha cả nhà. Em mặc rộng nha, em mặc vô cho cả nhà coi cái chữ này. Giải thì em bao đẹp cho cả nhà luôn, 95 ngàn. Đấy, mềm eo luôn. Bộ này 60kg trở lại nha, 55 đến 60kg nè cả nhà, em mặc rộng. Giải nó có co giãn nha, thường là cái vải đuổi này nó có co giãn cho mấy chị. Đẹp lắm. Tím trà em chốt cho chị Ngọc Tuyền. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em mã này là mã đẹp đi cả nhà. Bộ này lên giúp em mã số 3 đi cả nhà ơi, để lên mã đẹp. Mã số 3 đi, 55 đến 60 kg mặc dừa nè. Lên giúp em mã số 3. Em mặc rộng nha. Em muốn mấy kg mặc cái này rộng nên là nhìn nó không có đẹp. Mấy chị mặc và nó sẽ ôm vô trong người á. Nó sẽ ôm, nó sẽ vừa và nó sẽ đẹp hơn. Em mặc là không có được đẹp. Kiểu nè cả nhà dễ thương lắm. Dễ đẹp nha. Cái quần này nó không phải là quần ống ôm mà nó quần ống đứng xuống. Lên giúp em bộ này là mã số 3, 55 đến 60kg mặt dừa. Mã số 3. Bộ mấy bộ này không có size 75kg đâu chị, size nhỏ không à. Mã số 2 màu xanh em chốt cho chị Minh Thủy. Chị Minh Thủy chứ. 95 ngàn à cô bán cô ơi. Cái lô này con nhập vô là đã 85 rồi. Con bán cho mọi người 95 ngàn thôi. Lời 10 ngàn. Lời 10 ngàn có tiền uống cà phê. Mã số 2 màu xanh. Rồi em có cái zoom này luôn. Zoom này cả nhà lên giúp em mã này là mã xanh biển cả nhà. Mã xanh biển 95 ngàn luôn. Zoom nha, eo 80-82. Nói chung là chị nào mặc size 3 là vừa đó. Mặc size 3 là ok. Này nó gần như giải giống như giải bo rít vậy cả nhà. Bo rít nè. Bo rít mà là mà bữa nay lộn vô được bộ vô có 95 ngàn cả nhà chốt đi. 55 kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em mã này là mã số 4. 55 kg trở lại mặt dừa nha, lên giúp em mã số 4, cái này là bo rít đó. Ok chị Tính Phan, xả cái bộ của chị Tính Phan ra đi em, bộ gấm đỏ nãy. Chị bao nhiêu ký vậy chị Tính Phan? Đo cái eo giùm em, đừng có đo cái bụng nha cả nhà. Chị Tính Phan bao nhiêu ký vậy chị ơi? Rồi mấy cái bộ hồi nãy chị mặc vừa không? Cái bộ nãy em lên hồi nãy đó chị mặc vừa không chị? Rồi bộ này cả nhà ơi chốt giúp em nha. Đó, mấy bộ này mấy bạn trẻ trẻ mặc ok. Dây kéo ở phía sau giúp em nha, 95 ngàn. Dây kéo ở phía sau giúp em luôn, cái hàng này là hàng tầm gãy nha cả nhà. Rồi bộ này 50 kg trở lại mặt vừa nè cả nhà.
Có một bộ gấm đỏ đô á chị, gấm đỏ đô đằng kia kìa, chỗ mới giặt á. Bộ này 50kg trở lại mặt vừa cả nhà ơi. 95.000 dây kéo ở phía sau giúp giùm em nha. Rồi lên giúp giùm em mã số 5. Giúp em mã số 5. Đẹp quá. Bộ này nhỏ xíu luôn á mấy chị. Bộ này để cho con mèo nó mặc á. Cái nhỏ nhỏ. Ờ. Nhỏ cháu em đi. Mã số 5 em chốt cho chị Phương Dung. Này chị nào có con gái hay gì mua cho mặt mấy chị giải mát lắm. Tầm ý, cái giải tầm ý này mặc được. Em cũng chừa cho cháu em một. Nhỏ nhỏ mặc hết cưng. Mã số 5 em chốt cho chị Phương Phụng. Hoặc chị nào nhỏ nhỏ người nè, 4 mấy ký nè. 95.000. Cái này là size 2XL. Mà nó như vậy nè. Size 2XL với chị. 50kg. Chị lấy gì bằng đặt với mèo. 50kg size 2XL mà có 50kg, 48kg à cả nhà ơi. Chị nào có con gái mà nó tầm khoảng 40kg, 42kg đến 45, 46, 47kg trở lại, 48kg vậy nè, là mặc bộ này nè. Nè, có con gái mua cho mặc 95.000 à, đẹp lắm, vải thì em bao xịn cho mấy chị luôn. Nha, nói chung là bộ này em canh cho cả nhà là 47, 48kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ đó là mã số 6. Lên giúp em mã số 6 nha. Hàng sale là mua là nó phải vậy, trời cái vải này đẹp lắm cả nhà. Hàng này giống hàng Quảng Châu. Dạ giống hàng Quảng Châu vậy mấy chị. Đây, set thiết kế ha. Rất đẹp luôn. Co giãn cả nhà ơi, chứ không phải co giãn nha. Màu đỏ. 55kg trở lại mặt vừa. Nó nhắn cái bên nè cả nhà, nhắn cái bên đẹp không nè. Rồi lên giúp giùm em bộ này, ở phía sau nó là lưới. 55kg trở lại mặt dừa, 95.000 luôn, lên giúp em mã số 7. 55kg trở lại mặt dừa, cho em mã số 7. Bộ đó là bộ thiết kế cả nhà nha. Mã số 7. Rồi bộ này mã số 8. Mã số 8, 50kg trở lại mặt dừa, mã số 8. Mã số 7 em trước cho chị Phương Phụng. Lên giúp em mã số 8 cả nhà, mã số 8 nè. 50kg trở lại mặt dừa, chốt em mã số 8. 95.000 dây kéo ở phía sau giúp em luôn nha. Hàng tầm ý, rất đẹp luôn. Lên giúp em mã số 8. 50kg trở lại mặt dừa. 50-52kg. Chị nào 52kg cao, 1m56-57 trở lên là mặt dừa. Lên giúp em mã số 8. Bộ đó mã số 8 nha. Rồi bộ này lên giúp em mã số 9, bộ màu vàng nè. Chốt em mã số 9 cả nhà, mã số 9. Đẹp lắm. Mã số 8 không có size 60kg chị. Nó có một bộ em đọc lên cho cả nhà đó. Nó tầm khoảng 5 mấy ký trở lại thôi. Rồi bộ này 55kg trở lại mặt dừa cả nhà. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em là mã số 9. Mã số 9 nha, 55kg trở lại mặt dừa, rất đẹp luôn, tầm ý là mặt bao mát luôn nha cả nhà. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em bộ này là mã số 9. Một cái màu nó đẹp nè cả nhà. Mã số 10, bộ này quá đẹp luôn rồi. Ôi ôi. Mã số 10 cả nhà nha, đẹp quá. 55kg trở lại mặt dừa luôn. Eo 75 đó cả nhà, eo 75 trở lại đó. Bộ màu này đẹp quá. Rồi lên giúp giùm em mã số 10 nha. Mã số 10, xuất sắc luôn. Kiểu này cái chị mặc đẹp lắm nè. Vừa đẹp mà vừa mát nữa. Rồi lên giúp em mã số 10 nha. Chị mặc các chị bỏ áo thùng cũng được nữa. Nó bo lại, lấy mình làm áo lẻ nha, nó ok. Rồi chốt em mã số 10, 55kg, eo 75 trở lại là mặc ok. Mã số 9 em chốt cho chị Nguyễn Thị Tiết.
Bữa nay là dành cho những chị size nhỏ nhỏ. Chị nào có con gái thì mua về cho bé mặc ok luôn nha cả nhà. Trên 40kg là mặc được à. 40kg trên 40kg là mặc ok. Rồi mấy cái hàng đẹp đẹp này lại form nhỏ nhỏ không à chị. Cái vải trời ơi mặc vô nó mát rồi rượi luôn á. Thiên đường của mấy chị size nhỏ. Tầm ý nữa giúp em ha, mọi này là áo này là tầm ý nữa giúp em luôn. Trời nó đẹp, quần ống suông luôn cả nhà ơi, màu xanh ngọc lên giúp em mã xanh ngọc. Bộ này 58kg trở lại mặt dừa nè. 58 60kg nè cả nhà. Em canh cho cả nhà 58kg rồi nha, 58kg lên giúp em mã xanh ngọc. Chị nào mà cao 1m58 trở lại là 60kg mặt dừa, nhưng mà em canh cho mấy chị mã số này là lên giúp em xanh ngọc nha, 57 58kg. Chị Lộc Thiện chốt mã số này hả? Bộ xanh ngọc hả chị Lộc Thiện? Chị Lộc Thiện chốt xanh ngọc đúng không? Mình có mã số 11 ghi. Chị Lộc Thiện chốt mã xanh ngọc đúng không chị? Xanh ngọc cho chị Lộc Thiện. Mã số 10 em chốt cho chị Quỳnh Mai. $95.000 à, em bán đồng giá cho mấy chị hết luôn. Bán coi như là lấy cái công thôi đó cả nhà, có 10.000 bộ à. Trời ơi dễ thương chưa mấy chị, nó đẹp nè. Hàng thiết kế ha. Hàng thiết kế nha cả nhà ơi. Nè. Đẹp chưa, nó có cái quần ở bên trong nha. Em dơ lên vậy thì cả nhà thấy nó mỏng thôi, nhưng mà cái màu này ở ngoài thì cái chị mặc nó bình thường à. Nó có cái quần đùi ở trong, 95.000 luôn. Bộ này á là size 22 nè, bộ này là như ký thôi. Đẹp quá các chị. Bộ này em chốt cho cả nhà là 55kg trở lại nha, 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em mã này là mã riêu. Chốt em mã đó là mã riêu giúp em đi cái 55kg. Xanh ngọc em hết rồi. Chị chốt giúp em mã riêu nha. Mã riêu nó cũng là quần ống suông. Trời ơi nó đẹp cả nhà ơi. Màu hồng sen. 52kg trở lại mặt dừa. 50-52kg trở lại cả nhà. Dây kéo qua phía sau giúp em 95.000. Lên giúp em mã hồng sen. Còn mấy cọc ở trong đó thảy ra giùm em luôn đi chị đẹp. Trên đó chị, trên còn mấy cọc đó thảy ra. Bữa nay coi mẫu gì em like luôn hết. Ôi ơi quần giả váy mấy chị giống như cái chân váy vậy đó. Rồi bị gấp rồi. Coi cái bộ nó đẹp dễ sợ luôn, mẫu bị gấp nè mấy chị. Quần nè, quần giả váy luôn nha. Nhìn quần như cái chân váy vậy đó. Rồi lỗi. Đi vô bé. Ừ, có cái quần không? Rồi trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 12. Chốt em mã số 12 50kg trở lại mặt dừa. Mã số 12 đẹp quá. Chốt em mã số 12. Bộ barip em đang mặc nè đẹp lắm. Sao mấy chị không lấy? Bộ này cái chị mà tầm khoảng 50-55kg mặc đẹp lắm nè. 95.000. Thấy ra luôn đi chị. Đây các chị nhớ cái bộ này không? Bộ này 95.000 nè. Màu đen. 57-58kg trở lại mặt dừa. 57-58kg hàng xuất cả nhà. 57-58kg trở lại mặt dừa. 95.000 lên giúp em 95 đen, em còn được 2 bộ. 95 đen em có 2 bộ, rất đẹp luôn nha, hàng xuất. Còn được 2 bộ. Bữa em bán hết rồi, 57-58 hả? À, đen em chốt cho chị Mỹ Ngọc một bộ. 95.000. Rồi em còn bộ đen nữa, bộ đen đó mặc đẹp nha cả nhà. Mặc sang lắm á. Còn chỏng nữa không chị? Hết thì đẩy ra kia. 95 đen em chốt cho chị Tiết Phạm. Gãy. Tiết gãy cả nhà. Mã số 12 là bộ này vậy đó.
này à. Mã số 12 em chốt cho chị Nguyễn Thị Tường. Chị Nguyễn Thị Tường lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị. Mấy bộ này là phơm nhỏ nha chứ. Chị nào có con gái cháu gái hoặc chị nào mà nhỏ nhỏ người đó, mua là mặc ok nha cả nhà. Rồi em có bộ tiết gãy nè, lên giúp em bộ này mã số 13. Mã số 13 kiểu rất là đẹp luôn. 53kg trở lại mặt dừa cả nhà. Dùm là em có mấy cái hồi nãy đó chị. Dùm là có mấy cái hồi nãy eo 80-82 trở lại mặt dừa đó. Xuống này mà mấy chế kêu kiếm mẫu, kiếm số đó, kiếm cái chết. Không biết tội đâu. Rồi lên giúp em mã số này là mã số 13 cả nhà. Mã số 13, 53kg trở lại mặt dừa này rất đẹp luôn. Tiết gãy ha. Bộ này là 95.000 đã mua là mặt là dừa túi tiền luôn mấy chị ơi, hợp lý. Ngàn chị, em bán đồng giá cho mấy chị 95.000 nó có nhiều mẫu. Đuổi nè cả nhà, đuổi nó đẹp nè. Ống thun tiếp nha cả nhà. Rồi, bị dính mực luôn. Vô lỗi tiếp đấy. Hơi thảy xuống dưới. Đẹp. Đẹp quá cả nhà ơi. Cái dải nó đẹp nè, bộ màu đen nha cả nhà, màu đen. Xuất sắc luôn. 95.000 đen, lên giúp em 95 đen cả nhà. 95 đen giúp em luôn nha, 95 đen kiểu này nè. Kiểu này là size chị nào, size số 3 là mặc được. 55, 56 đến 60kg mặc được. Lên giúp giùm em mã này là 95 đen. 95 đen chốt em 95 đen. Hàng nó sale nó tùm lum mẫu hết trơn đó chị. Em không biết ở trong đây nó có cái mẫu gì nữa. Em lên mẫu gì chị, mẫu nào ưng thì mình chốt nha. Ký trở lại mặt vừa, cả nhà chốt giúp em bộ này 60kg trở lại mặt vừa, 95.000. Quần ống suông, suông dài vậy. Lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Hàng rất là đẹp luôn. Thiêu ha, mấy cái này là thiêu hết các bạn. Lên giúp giùm em là 95. Ổn 95.000, lên giúp em mã số 10 mấy rồi đấy, 14 rồi. Lên giúp em mã số 14, 95.000 luôn, 60kg trở lại mặt vừa. Mã số 13 hả? Ủa chị Thu Hiếu chốt mã số 13 hả? Rồi mã số 13 em chốt cho chị Thu Hiếu 95.000. Sao nãy giờ em lên nguyên bộ không mà đâu có cái áo đâu chứ. Về mấy chị mới tóc áo ra, cái chị làm áo lẻ thì cái chị tóc nha. Rồi bộ này lên giúp em mã số 15, 55kg trở lại mặt dừa nè cả nhà. Mã số 15. Đẹp quá nhưng đẹp luôn, tầm ý nha cả nhà. Bộ này là tầm ý nè, lên giúp em mã số 15, 55kg trở lại mặt vừa. Mã số 15, 55kg trở lại mặt vừa, 95.000 luôn, lên giúp em mã số 15. Đúng rồi, đầu đẹp mà phơm nhỏ, nhưng mà em bán em cũng tiếc nữa nè. Nhưng mà mấy bộ này mấy chị nhỏ nhỏ mặc lại đẹp chứ, mình to quá mình mặc nó lại không đẹp á. Tầm khoảng 60 dưới 60kg thì cái chị mặc nó lại ok. Tại mấy cái hàng thiết kế này form nó hơi kén, kén dáng. Mã số 15 em chốt cho chị Châu Thu. Chị Châu Thu lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị. Mấy chị nhớ giúp em, mấy chị khách mới đó, lưu ý giúp em nha. Mấy chị em lên em đọc số ký hết rồi đó. Mấy chị coi mình mặc vừa thì mấy chị hãy chốt nha mấy chị. Xuống like đừng hỏi lại mấy bạn chốt đơn nha. Mấy bạn chốt đơn mấy bạn không biết, để mấy bạn chốt cho mấy chị à. Rồi bộ này cả nhà ơi, em canh ở trên đây là em dơ bộ đồ ra em canh cho mấy chị rồi đó. Rồi bộ này cả nhà chốt giúp em nha. Bộ này 52, 53kg trở lại mặt vừa nè. 52, 53kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 16. Mã số 16 phía sau lưng chung, phía trước đó là lưng bản. Lên giúp em bộ này là mã số 16, 53kg trở lại mặt vừa đó nha.
lên giúp em mã số 16. Alo, dạ Diệu nghe ạ. Dạ, em hỏi cái mẫu mà chị ơi, cái này chị chụp hình chị gửi mẫu qua Zalo giùm em đi, chứ chị hỏi thì em không nhớ mẫu rồi chị, tại em like nhiều lắm. Dạ. Nếu như mà vậy thì em không có chốt, em không biết. Chế thật sự ra luôn, em like em nói thật, giờ em biết nhà em nó bao nhiêu mẫu nữa. Chế diễn tả vậy em không có lấy cho mình được đâu nha. Nếu mà có hình ảnh thì em coi ạ. Dạ dạ. Rồi rồi, vậy chị nha. Mã 16 chị. Ok chị Châu Thu, mã số 15 em chốt cho chị Châu Thu. Rồi lên giúp em mã số 17 cả nhà. Mã số 17 đẹp chưa cả nhà ơi, màu đỏ. Mã số 17. 52 kg trở lại mặt vừa luôn. 52-53 kg cả nhà ơi, 52-53 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 17 luôn. Chốt em mã số 17, màu này đẹp quá. Mã số 17. Đang lai chim chứ ơi. Dạ, mấy giờ chị điện lại được? Dạ, chừng nào tụi em mót thì tụi em gọi lại cho chị. Rồi lên giúp em bộ này mã số 18 đi cả nhà. Mã số 18 dây kéo ở phía sau ha, cái áo nó vậy nè. Màu đen. Đẹp quá, cái này các chị làm áo lẻ cũng được luôn nha. Bộ này eo tầm khoảng 80 trở lại cả nhà mặc được đó, 60 kg. Lên giúp giùm em mã này mã số 18, mã số 18 cả nhà. 17 em chốt cho chị Lê Phạm. Nó có quần dài, nó có quần chín tóc chị. Em dơ lên là cái chị nhìn là cái chị biết quần dài nha, quần chín tóc nha. 17 nó có màu hồng đó, nãy chị sở ra cái mẫu đó. 17 em chốt cho chị Thiên Nga. Ủa, cho chị Lê Phạm chứ, em xin lỗi. 17 em chốt cho chị Lê Phạm. 18 là 60 kg trở lại mặt vừa đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Ôi, dễ thương quá à. Bộ này các cái mấy cái áo này các chị làm áo lẻ được hết trơn luôn nha. Dễ thương quá. Đẹp lắm luôn á, mặc lên nó mới thấy nó đẹp cả nhà. Rồi lên giúp em mã số 19, 55 kg trở lại mặc vừa cả nhà, quần ống suông vậy nè. Này các chị mặc chứ nó tới mắt cá. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha, mã số 19, 55 kg trở lại mặc vừa. Đẹp, bộ này đẹp nè cả nhà. Lên giúp em mã số 19, 55 kg trở lại mặc vừa nha, mã số 19. 95.000 một bộ. Rồi mã số 20 cả nhà ơi. Mã số 20 nha. 55 kg trở lại mặt vừa luôn. 95.000. Cái này cái chị mua giống như hàng thiết kế luôn rồi đó nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Rồi lên giúp em mã số 20 quần dài luôn nè. 55 kg trở lại mặt vừa, mã số 20 giúp em. Đấy, dạng như mấy cái set này là mấy set thiết kế cả nhà. Mã số 20, 55 kg trở lại. Rồi lên giúp em bộ này mã số 21. Bộ này nó bị lỗi rồi đó, bị dính dơ gì hả? Ừ, dễ thương nha. Rồi lên giúp em bộ này mã số 22. Mã số 22 cả nhà. 55 kg trở lại mặt vừa luôn, mã số 22. 22 55 kg trở lại mặt vừa. Rất là đẹp màu hồng này. Lên giúp em mã số 22 cả nhà. Mã số 22. Rồi lên giúp em mã này mã số 23. Mã số 23 bao rít giãn 4 chiều nha cả nhà ơi.
dạng 4 chiều luôn, size 2XL là bộ này size 60kg chị mặc được nè. 95.000 lên giúp em, nó bằng với cái bộ em đang mặc á. Lên giúp em mã số 20 hả? 23, 23 là bộ màu vàng 60kg trở lại mặc vừa, giúp em mã số 23. Giúp em mã số 23. Hai mươi bốn cả nhà ơi, 24 đẹp quá, 24 cả nhà, màu xanh ngọc tiết gãy nha, bộ này là tiết gãy, 24 55kg trở lại mặt vừa, lên giúp em mã số 24. Em mã số 25 rất đẹp luôn, 55kg trở lại luôn, mã số 25. Cả nhà không thích hàng này hả? Không thích hàng này em qua nha, 24 em chốt cho chị Trần Hiền. Mấy cái mẫu này thì nó sẽ rẻ chung nha cả nhà, 24 em chốt cho chị Trần Hiền. Mấy bộ này là cỡ chừng 4 mấy tuổi trở lại cái chị mặc ok. Từ trẻ nha, từ teen đến 40 4 mấy tuổi trở lại thì mặc ok. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà. Mã số 26. 26 nha, 55kg trở lại mặc vừa, màu cà phê sữa. 55kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã số 26. Bộ này mặc đẹp lắm nè. 26 cả nhà. 55kg trở lại, mã số 26. Rồi qua mẫu ha, qua mẫu nha cả nhà. Mặt vừa nha cả nhà, 50 đến 55kg bộ này. Quần em mặc là nó qua khỏi mắt cá em chút xíu, này là quần dài 55kg. Rồi cả nhà chốt em nha, mã số 26. Rồi qua mẫu này đi cả nhà ơi, em thấy cả nhà không có tha thiết gì với nó chứ. Bỏ qua. Khách nhà em thích đồ trung niên cổ điển nha. Con 115.000 bộ nha cả nhà ơi, em có size 65 đến 75kg cho cả nhà mình nha. Em lên to nè, con Nhung 115.000 một bộ. Bộ này em có từ size số 2 đến size số 6 cho cả nhà. Nãy chưa like phải không? Rồi. Đây gọi để ngoài đây mới chưa. Mã số 26 còn màu khác thôi, còn chị nãy giờ em lên mấy màu luôn rồi đó. Được 4 5 màu gì đó. Bây giờ nhiều màu lắm. Alo, gì Diệm nghe ạ? Em để chế độ công khai đó, chị cứ gửi hình cho chị. Em lên con Nhung cho cả nhà nha.
115.000 một bộ cả nhà. Quần dài nha cả nhà, quần dài tay lỡ 115.000 một bộ, con nhung cả nhà nhé. Rồi em có size từ 45kg đến 75kg mặc vừa, 45kg đến 75kg. Rồi em đang mặc cả nhà, lên giúp em màu xanh miên. Màu này cả nhà chốt em màu hồng đất, rất đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chốt em hồng đất, tên nhung nha cả nhà, tên nhung. Rồi lên giúp giùm em, xem lại like giúp giùm em đi chứ. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là mã xanh bơ cả nhà, chốt em màu xanh bơ. Rồi màu này là màu đen giúp em nha các chị, màu đen. Màu đen cả nhà lên giúp em màu đen nha. Rồi cái này cả nhà lên giúp giùm em là beo da, chốt em bộ này là beo da. Đỏ đô cả nhà ơi, chốt em mã đỏ đô ạ. Rồi bộ này chốt giúp giùm em là beo vàng, chốt em là mã beo vàng cả nhà, beo vàng. Alo chị Diệu nghe ạ. Cô Tông nào chị hỏi em cô Tông nào. Chị cho em cái hình đi chị, chứ giờ chị hỏi em cái mẫu cô Tông đó em không biết chị đang chốt với cô Tông nào luôn á. Hàng bao riết 150.000 đúng không? Chị hỏi em hàng bao riết 150.000 có đính đá. Dạ giờ em hết hàng rồi đó chị, không có còn hàng cái mẫu đó. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Đào Hồng rất là nhiều. Bị ẩn bình luận hết trơn. Rồi cả nhà chốt em cái bộ này là bộ beo tím nha cả nhà, beo tím. Rồi chốt em mã này là mã tím Huế cả nhà ơi. Tím Huế à, chốt em mã tím Huế nha các chị. Chốt em mã tím Huế. Beo tím. Beo vàng. Nhắn em cả đây chắc gần tháng chưa ta, 3 tuần nữa không chị nói. Đó, em chắc cũng gần lắm. Rồi lên giúp em mã này, mã đỏ đô cả nhà ơi, đỏ đô. Beo da. Đen. Giờ là không tin nữa, từ chối tin. Cả nhà ơi, em tắt cái like này em lên lại cái like mới nha. Em đi nạp năng lượng cái đã.